cảm ơn các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Bảo Đại. Trong video hôm nay mình cũng muốn nên giới thiệu cho các bác một số sản phẩm đồ gỗ. Hôm nay là cơ sở Bảo Đại đang đóng rất nhiều những mặt hàng mai giao đi khắp mọi miền cho tất cả các bác. Rất là đa dạng những mặt hàng ạ, bàn ghế ạ, sập vụ tủ tre rất là nhiều. Thì các bác quan tâm đến sản phẩm nào bên cơ sở thì các bạn thì em qua số điện thoại cũng là số Zalo là 0944058115, có thể là chụp ảnh và gửi chi tiết cho các bác về tất cả các sản phẩm. Đã rất nhiều những mặt hàng đã được cơ sở Bảo Đại đóng kiểm tra và xin xác lại cẩn thận ạ, rồi mới đóng gói để chiều mai là chuyển đi khắp mọi miền. Đến với video hôm nay thì em cũng muốn nên giới thiệu về một số sản phẩm đồ gỗ. Đây là sản phẩm đầu tiên mà em muốn giới thiệu, một tác phẩm của chú Tiểu Cưỡi Trâu với chất liệu là gỗ chắc. Thông số kích thước chiều ngang là 27cm và cao là 19cm của chú Tiểu Cưỡi Trâu, chất liệu là gỗ chắc. Đây là đũa tự nhiên này các bác, chất gỗ đỏ đen, vẫn rất là đẹp ạ. Một chạm kinh bông sắc nét, một chú Tiểu Cưỡi Trâu tác phẩm. Ông quay mặt sau ạ. Đục chạm thủ công nhỉ các bác, tác phẩm rất là đẹp ạ. Và chú Tiểu Cưỡi Trâu gỗ chắc này có giá chỉ 1.800.000, em bao miễn phí ship. Và tiếp đến em có một bức tượng một ông cụ Gina, chất liệu là gỗ chắc, đây cũng là lũa tự nhiên, hàng là nguyên một khối. Và thông số kích thước của bức tượng chiều ngang là 40cm, cao 16cm. Một bức tượng ông cụ Gina đang ngồi trên một cây cầu như ý, cụ đang ôm một bao tiền ạ. Chất liệu là gỗ chắc, lũa tự nhiên, hàng là nguyên khối, được chạm sắc nét. Và xem ạ, gương mặt cụ cười rất là tươi ạ, cụ cười rất là hoan hỉ. Tay cũng cầm một cây quạt. Bên dưới ạ, rất là nhiều những đồng tiền, đây là một bao tiền. Đây là một cây sâm nha các bác, được chạm cũng kinh bông. Rất là nặng ạ, chất gỗ nặng. Một quay mặt sau ạ, đây là lũa tự nhiên, hàng nguyên khối ạ, rất là giá trị, chất gỗ đỏ đen quý hiếm. Đục chạm là thủ công, kích thước là ngang là 40 ạ. Em báo giá bức tượng ông cụ Di Lạc gỗ chắc này có giá là 2.800.000, em báo miễn phí ship. Và tiếp đến ạ, xuống dưới bên đây em có một bộ ghế trúc dưa. Bộ ghế trúc dưa này có chất liệu là gỗ vụ, hay còn gọi là gỗ mật, miền Nam gọi là gõ mật. Bộ gồm tổng là có 7 món, gồm có 4 ghế, 2 đôn và 1 bàn, 2 chiếc đôn ngồi ạ. Đầu tiên với thông số kích thước của bàn, đường kính của mặt bàn là 90cm. Đây là phần liễu bằng. Phần liễu được đục chạm ạ, những quả dưa, những chữ thọ. Và chiếc bàn này được chạm là tứ diện bốn mặt. Bốn mặt đục chạm là như nhau. Ở bên trên này đục ống trúc ạ, những ống trúc, mắt trúc. Đây là phần chân nha các bác, chân cũng đục trúc hết luôn ạ. Chất gỗ liền nạc dày dặn. Ở trong lòng bàn là một viên đá tự nhiên vân núi ạ, đá tròn. Tiếp đến với bốn chiếc ghế kích thước là như nhau, em cũng đo thông số đại diện một cái. Xem ạ, dáng ghế rất là đẹp này các bác, dáng ghế đẹp. Một bộ ghế trúc dưa. Và thông số kích thước của chiếc ghế ạ, chiều ngang là 58cm, sâu 48cm. Và chiều cao nên đến chỗ ngồi là 46cm. Đầu tiên là đây là phần tựa, phần xương xương cùng được chạm những con chim ạ, được chạm cành trúc nha các bác.
Và với phần tay ạ, đều được trúc ạ, đều là những ống trúc mắt trúc. Và phần nô ạ, được chạm những quả dưa. Hàng được chạm sắc nét, sợi gỗ thì cực kỳ là dày dặn. Và tất cả bên trong đều là những viên đá tròn, những viên đá vân núi ạ. Rất là đẹp, không chê vào đâu được. Đây là phần tay ạ, tay cũng ngọt được trúc. Tất cả nằm bàn ghế là bán liền. Và đây là phần chân ạ, tất cả phần liễu đều được trúc ạ. Những ống trúc mắt trúc ạ, được chạm tới cuối chân. Chiếc ghế được chạm là tứ diện bốn mặt. Đây là hai bên hông của ghế. Em quay ra mặt sau rồi, bác xem được kỹ ạ. Mặt sau cũng được chạm đúng như mặt trước. Mặt sau ốp gỗ nha các bác. Và tiếp đến ở đây là hai chiếc đôn ạ. Hai chiếc đôn ngồi cũng được chạm là tứ diện. Được chúc hết ạ. Đây là phần kiểu. Phần chân ạ, những ống trúc mắt trúc được chạm tới cuối chân. Đôn được chạm là tứ diện. Bốn mặt là như nhau. Bên trong lòng ạ cũng là những viên đá, đá tròn. Chân gỗ ấy, em bao đẹp luôn ạ, lành lặn liền ra. Chiếc ghế đục chạm là tứ diện. Đây là mặt sau. Mặt sau ốp gỗ. Rất là dày dặn. Em quay chi tiết về những chiếc ghế còn lại, các bác có thể là xem được kỹ. Bộ đá rất là đẹp nha các bác, đá rất là đều nhau. Đá vân núi, đá tròn. Vân đá thì không chê vào đâu được. Hàng được chạm sắc nét, chất gỗ liền nạc, dày dặn. Với bộ ghế thúc dưa này, bộ gồm tổng là 7 món, gồm 4 ghế, 2 đôn và 1 bàn. Và thông số kích thước thì em cũng đã đo sơ qua thì các bác có thể là ướm ạ. Và bộ ghế thúc dưa này các bác kê phù hợp với mọi không gian, di chuyển cũng rất là tiện nghi. Khi giao lưu thì cơ sở Bảo Đại cũng sẽ kiểm tra cẩn thận và xin sát mại sạch sẽ. Em báo giá bộ ghế trúc dưa này có giá là 27 triệu, em bao miễn phí ship. Và tiếp đến là sang bên đây ạ, em có một tác phẩm nghệ thuật, cũng là một siêu phẩm ạ. Một tấm tranh chắc, được khảm một đôi phu thê viên mãn. Đầu tiên là thông số kích thước. Với bức tranh này có chiều ngang là 129 cm, cao là 54 cm. Quay chi tiết ạ. Một tấm tranh chắc, tác phẩm nghệ thuật, hàng được đục chạm nổi. Với nguyên liệu gỗ chắc và được khảm ạ, đây những phần trắng ở đây là ngà. Đây là phần thân ạ, phần đuôi đây ạ, gỗ xưa nha các bác, gỗ xưa đỏ Việt Nam. Còn những bông hoa ở đây ạ, nụ hoa đây là đá quý. Đây là những nguyên liệu cực kỳ quý hiếm. Hàng được đục chạm nổi, được cắt tỉa, tơ tóc sắc nét đến từng chi tiết. Hàng được cắt tỉa là siêu kỹ luôn ạ. Đây dưới là những cây sen, những bông hoa sen. Và lòng ván bên trong là ván liền. Các bác biết nguyên liệu là gỗ chắc tang, được một tấm lá vừa to vừa dài. Mà vân gỗ đẹp như thế này thì rất là khó và quý hiếm. Đây, phần chính giữa được khảm một đôi phu thê viên mãn. Nói về ý nghĩa, tình nghĩa vợ chồng hay còn gọi là một đôi yên ương. Này xem ạ, tất cả những phần thân ở đây là gỗ xưa đỏ Việt Nam. Những phần trắng ở đây ạ, là ngà. Ở đây ạ, những bông hoa, những chiếc lá ở đây. Này xem ạ, là đá quý nha các bác. Đây phần thân đều là gỗ xưa đỏ. Và tiếp đến là đây là bên ngoài khung ạ. Những đường nét họa tiết hoa văn. Ở những góc họa những con rơi ngậm kim tiền. Đều cũng được khảm ạ, chạy quanh liền khung. Chân gỗ này em bao đẹp luôn ạ, lành lặn liền nè. Chân gỗ đỏ đen nhỉ bác, vân không chê vào đâu được. Tác phẩm ạ, được cắt tỉa là siêu kỹ. Rất là có hồn ạ, được cắt tỉa và phối màu. Không chê vào đâu được. Với kích thước chiều ngang là 129 cm, cao là 54 cm. Em báo giá với tấm tranh chắc ạ, được khẳng đôi phu thê viên mãn này có giá là 30 triệu, em bao miễn phí ship. Tiếp đến là sang bên đây ạ, em có một con chuột vàng, chất liệu là gỗ chắc, lũa tự nhiên, hàng là nguyên khối. Và thông số kích thước chiều ngang là 28 cm, cao là 17 cm. Một con chuột vàng chất liệu gỗ chắc,
Mà mình trên một cây cầu như ý ạ, dưới rất nhiều những đồng tiền, có chẳng những cái đường nét độc chạm, tinh tế sắc nét, hay độc chạm thủ công hết luôn, chất gỗ đỏ đen quý hiếm. Và sau nhỉ các bác, đũa tự nhiên hàng nguyên khối ạ, con chuột vàng này rất nặng, vẫn không chê vào đâu được ạ. Ở dưới rất là nhiều những đồng tiền, được nét đục chạm rất là đẹp, không chê vào đâu được. Em bảo giá con chuột vàng gỗ chắc này có giá là 2.300.000, em bao bị phí ship. Sang bên đây thì em có một chiếc khay nam, hàng đã qua thời gian 5 tháng, được hàng cảnh chim hoa, chất liệu là gỗ gụ hay còn gọi gụ mật, gỗ là nguyên tấm, thông số kích thước chiều ngang là 52 cm và chiều cao là 28 cm. Một chiếc khay nam được hàng cảnh chim hoa, một trang mạng chất ốc ngả màu theo thời gian 5 tháng, cắt tỉa cũng rất là tỉ mỉ, được khảm chim hoa nha các bác. Gỗ đồng nguyên một tấm ạ, phần ngoài để một chút. Với chiếc khay nam này dành cho các bác thích sưu tầm hàng độc lạ, các bác chơi trưng bày và có thể là làm thành một chiếc khay trà. Em báo giá chiếc khay nam này có giá là 2.500.000, em bao miễn phí ship. Và tiếp theo sang đây em có một gia đình gà tượng ạ, chất liệu là gỗ chắc, thông số kích thước chiều cao là 37 cm, ngang là 23 cm. Em quay chi tiết một gia đình gà với chất liệu là gỗ chắc. Gia đình gà này cũng nói về ý nghĩa một gia đình hạnh phúc, hàng độc chạm ạ, thủ công rất là kinh bong và sắc nét, chất gỗ rất là nặng nha các bác. Kích thước cao là 37 và ngang là 23. Đây là mặt sau ạ, đũa nha các bác, phần đũa đây là chất gỗ đỏ đen, đúng đường nét đục chạm thì không chê vào đâu. Khi các bác xem video chưa kỹ nghe chưa được rõ, có thể kết bạn với em qua số điện thoại cũng là số Zalo là 0944058115, cũng có thể là chụp ảnh và gửi chi tiết ạ, tất cả những sản phẩm bên cơ sở. Tác phẩm nghệ thuật ạ, một gia đình gà, chất liệu là gỗ chắc, chất gỗ đỏ đen quý hiếm. Và bức tượng gia đình gà gỗ chắc này có giá là 3.200.000, em bao miễn phí ship. Tiếp đến là sang bên đây em có một ông cụ đạt ma ngồi thiền, chất liệu là gỗ chắc, thông số kích thước chiều cao 51 cm, chiều ngang là 32 cm. Một ông cụ đạt ma ngồi thiền, cụ đang ngồi dưới gốc cây bồ đề. Đây là tác phẩm nhà các bác, tác phẩm nghệ thuật, đục chạm thủ công hết ạ. Đây là những tán lá đục chạm rất là kinh bong. Đấy, những đường nét đục chạm rất là có hồn. Phần dưới là nũa nha các bác, và đá, đá tự nhiên ạ. Một ông cụ đạt ma ngồi thiền, chất liệu là gỗ chắc, tác phẩm nghệ thuật dành cho các bác sưu tầm, các bác chơi, các bác trưng bày. Tác phẩm này có giá là 4.000.000, em bao miễn phí ship. Và sản phẩm cuối cùng mà trong video clip hôm nay em muốn giới thiệu, dưới đây này em có một chiếc bàn kim tiền. Chiếc bàn kim tiền này có chất liệu là gỗ gụ hay còn gọi gỗ mật, miền Nam gọi là gõ mật. Và thông số kích thước chiếc bàn kim tiền này có chiều ngang là 160 cm, chiều cao chính giữa 92 cm và sâu là 42 cm. Một chiếc bàn kim tiền kích thước ngang là 160, rất là nặng ạ. Đây là phần rĩu, phần chính giữa, đục chạm rơi thọ nhạc bác. Và sang bên đây ạ, những con rơi ngậm kim tiền, đục chạm rất là sắc nét. Và hai bên là có hai chiếc ngăn kéo, chúng ta có thể là mở la và đựng đồ. Tất cả những phần thành khung đây đều được đục chạm ở những đồng tiền nối dài nhau.
hai chiếc ngăn kéo ạ, để có thể là mở la và đựng đồ. Và phía dưới chiếc bàn kim tiền này có 3 sàn, tất cả sàn bên trong ạ đều là sàn gỗ ván liền hết ạ. Những trụ trần ạ cực kỳ là dày dặn. Ở đây bên trên mặt chiếc bàn kim tiền, nó ván bên trong là ván liền, hàng liền nạc nha các bác. Em bao đẹp luôn ạ, với lòng ván bên trong là ván liền. Đây là hai bên hông. Phần liễu là đục truyện. Khi giao lưu là cơ sở Bảo Đại cũng sẽ kiểm tra cẩn thận ạ, và xi sắt lại sạch sẽ. Với một chiếc bàn kim tiền như thế này thì bên trên này, đây bác xem ạ, bên trên các bác trưng bày đồ, có thể trưng bày đồ sứ, đồ tượng, có thể trưng bày những bình chóe hay là đồ cổ ạ, hay là tranh đĩa. Và bên dưới có 3 sàn, có thể là để âm ni hay là kê đồ hay là trưng bày đồ. Rất là đẹp ạ. Kích thước chiều ngang là 160 cm, chiều cao là 92 cm và sâu là 42 cm. Bên trên ạ, nhiều bác có thể là mua các bác kê tivi ở bên trên ạ. Em báo giá chiếc bàn kim tiền này có giá là 7 triệu 500, em bao bị phí ship. Bác xem video thì hay thì đẹp có thể cho cơ sở một like, một đăng ký kênh. Em có thêm một lực phát triển kênh là nhiều những video mới giới thiệu đến các bác những sản phẩm hơn nữa. Và các bác xem video chưa kỹ nghe chưa được rõ, có thể kết bạn với em qua hai số điện thoại cũng là số Zalo là 0944 058 115 hoặc 0945 058 115. Và nhiều bác ở gần có thể liên hệ với em, có thể là xuống cơ sở ạ. Và tất cả ba cơ sở Bảo Đại em đều có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định, và có thể là xuống xem chi tiết về tất cả các sản phẩm và giao lưu. Và cuối video em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bác ạ, tất cả những clip vừa qua đã ủng hộ cơ sở Bảo Đại rất là nhiều. Tất cả những mặt hàng đã được cơ sở Bảo Đại kiểm tra cẩn thận và xi sát lại sạch sẽ, để mai có thể là giao đi gì khắp mọi miền Tổ quốc ạ. Đã nhất hiện rất nhiều những tác phẩm đẹp ạ, cũng đã được cơ sở giao lưu, và rất nhiều những mặt hàng đa dạng mẫu mã. Và cuối video thì em cũng xin chân thành cảm ơn các bác ạ, những clip vừa qua ủng hộ cơ sở Bảo Đại rất là nhiều. Em cũng xin dừng video ở đây, hẹn các bác ở các video tiếp theo.